Ngày 26 tháng 3, Leon Belcar đã ghi bàn thắng duy nhất giúp U23 Croatia đánh bại U23 Việt Nam 1-0 ở vòng hai giải giao hữu U23 Dubai Cup 2022. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Leon Belcar ở phút 77. Điều đáng nói là trong tình huống dẫn đến bàn thua này, các cầu thủ U23 Việt Nam đã để mất bóng từ giữa sân. U23 Croatia thể hiện đẳng cấp khi nhanh chóng đưa bóng đến vị trí của Leon Belcar người đang đứng trước vạch 16M50. Leon Belka sau đó tung cú sút xa vô cùng hiểm hóc, đánh bại thủ môn Văn Trần, ghi bàn đưa U23 Croatia vượt lên. Đến cuối trận, Leon Belka thêm một lần nữa làm khổ hàng thủ U23 Việt Nam với pha xử lý và dứt điểm cực kỳ đẳng cấp. Tuy nhiên, lần này bóng đã tìm đến xà ngang khung thành. Dù thua trận như phải dành đôi lời khen ngợi cho các cầu thủ U23 Việt Nam, các học trò quyền huấn luyện viên trưởng Lee Yang-jin đã khởi đầu khá hứng khởi. Tuy lép vế về thời gian kiểm soát bóng nhưng U23 Việt Nam cũng tạo ra không ít sóng gió về phía không thành U23 Croatia. Sang hiệp 2, U23 Việt Nam có phần bị đuối. U23 Croatia, với thể hình và thể lực vượt trội, đã áp đảo về thế trận. Càng đá U23 Croatia càng cho thấy đẳng cấp khác biệt. Và bàn thắng của Leon Bokari là một sự khẳng định. Những phút cuối trận chứng kiến sự vùng lên của U23 Việt Nam nhưng mọi nỗ lực đều bất thành. U23 Việt Nam chấp nhận thất bại không, một và chờ kết quả các trận đấu khác ở vòng 2 để xác định đối thủ tại vòng 3. Với sức mạnh được đánh giá cao hơn, các cầu thủ U23 Croatia đang chủ động triển khai lối chơi và gây sức ép lên phần sân của U23 Việt Nam. Thủ môn Văn Trần cần tới hai nhịp với làm chủ tình hình sau cú đá rất căng của cầu thủ Croatia. Nỗ lực băng vào của Thanh Minh, anh tiếp đất không tốt khiến anh bị đau sau pha va chạm với thủ môn U23 Croatia. Mai cho U23 Việt Nam khi cầu thu mang áo số 16 sau đó vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Sơn Tú xử lý khéo léo bên cánh trái trước khi dứt điểm ở góc hẹp. Song thủ môn đã đoán được ý đồ của tiền đạo mang áo số 9 của U23 Việt Nam. Thủ môn và hậu vệ U23 Croatia không ăn ý với nhau tạo cơ hội cho đội bóng áo đỏ. Sơn Tú đón quả tạt của đồng đội và đánh đầu đưa bóng đi trích khung thành bị bỏ trọng trọng găng tóc. Cơ hội khá ngon ăn dành cho U23 Croatia. May cho U23 Việt Nam khí lao dích đã đánh đầu không tốt đưa bóng đi vọt sáng ngang khung thành văn chuẩn. Xuất phát từ pha phản công nhanh, Thanh Minh Quân sát thấy thủ một xuyên tích lên cao, anh quyết định lốp bóng kỹ thuật. Đáng tiếc cho U23 Việt Nam khi bóng đi chạy khung thành trong gang tấc. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, các cầu thủ U23 Croatia đang kiểm soát tốt thế trận, trong khi hàng phòng ngự 23 Việt Nam cũng thi đấu kín kẽ khiến đội bóng đến từ châu Âu bê tắc. Đội bóng châu Âu có pha tổ chức tấn công sắc nét trước khi cầu thủ vào sân thay người Leon Benka dứt điểm đưa bóng đi chìm và hiểm hóc đánh bại thủ môn Văn Chuẩn. Các cầu thủ áo đỏ nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số. Song U23 Việt Nam vẫn đang gặp nhiều khó khăn trước đại diện đến từ châu Âu có thể lực và thể hình vượt trội. Hiệp hay có 5 phút bù giờ. Văn Đạt vừa có pha xử lý chậm chạp trước vòng cấm đội nhà để cầu thủ Croatia áp sát. May cho U23 Việt Nam khi đối thủ không tận dụng được cơ hội trận đấu kết thúc với thất bại không? Một của U23 Việt Nam trước U23 Croatia. Các bạn nghĩ thế nào về trận đấu này? Hãy chia sẻ comment bên dưới clip này nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.